oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Muội, sắp tới trường mình có chuyến đi thực tập ở Vũng Tàu á, muội có đi không vậy? Ủa vậy hả? Ủa, mà cho sinh viên năm mấy? Hình như là sinh viên năm 3 thì phải. Vậy muội đâu đi được đâu. Muội mới năm 2 à. Thì nói chung là muội muốn đi á, muội muốn nói với huynh, huynh thu xếp được hết á. Thiệt không đó? Thiệt chứ sao không thiệt. Muội không tin huynh hả? Huynh có bao giờ thất hứa với muội đâu. Nhưng mà là lần này thất hứa là sao? Nè, muội nói gì kỳ vậy? Huynh không bao giờ thất hứa với muội hết, huynh là nam như chi chí mà. Trời ơi. Không, ý của huynh đó là huynh có cá tính mạnh mẽ giống như nam nhi. Muội hiểu chưa? Nhưng mà cũng đâu có sao đâu. Huynh là nam nhi hay nữ nhi gì, muội cũng đâu có quan trọng. Miễn sao huynh tốt với muội được rồi. Muội nói thiệt không nhỉ? Ừ, thiệt mà. Kim Anh, huynh có chuyện này muốn nói với muội. Ừ. Nói đi. Huynh biết là huynh nói vậy là không được, nhưng mà huynh không hiểu tại sao mà huynh kiềm chế mới được, cho nên huynh phải nói với muội. Trời ơi, cái gì? Chuyện gì mà không kiềm chế được, ghê vậy? Muội, từ giờ trở đi á, huynh sẽ làm tất cả mọi chuyện gì muội. Muội sao vậy muội? Huynh nói sai gì đúng không? Huynh biết ngay. Huynh Huynh mới gì nói huynh làm tất cả gì muội hả? Đúng rồi. Huynh nói thiệt không? Thiệt. Huynh hứa rồi nha. Huynh hứa. Vậy huynh có thể giúp muội chuyện này được không? Chuyện gì vậy? Muội nói đi. Huynh sẽ giúp. Huynh coi đi. Ca sĩ Biren sắp về Việt Nam. Là sao? Thì đó, muội muốn đi xem anh Biren biểu diễn. Huynh tìm vé cho muội được không? Anh Biren là thần tượng của muội đó. Từ nãy đến giờ muội nói huynh hứa tới hứa lui là vì chuyện này á hả? À? Ủa, chứ huynh tưởng chuyện gì vậy? Nãy giờ muội không nghe huynh nói gì hết hả? Ủa huynh nói gì? Muội nghe thiệt luôn. À, nhớ rồi. Huynh hỏi muội có đi thực tập ở Vũng Tàu không? Đúng không? Cái đó huynh cũng có nói, nhưng mà chuyện sau nữa. Sau nữa. Nhớ đi hả? Ờ. Chuyện gì ta? Thôi coi như huynh chưa nói gì đi. Rồi cái chuyện huynh hứa làm tất cả vì muội. Huynh hứa gì? Gì kỳ vậy? Huynh mới vừa hứa là huynh làm tất cả vì muội mà. Thì huynh hứa thì huynh sẽ làm được chưa? Yeah, huynh hứa rồi đó nha. Vậy thì huynh tìm vé giùm muội nha. Vé anh Biden biểu diễn á, nếu mà được hai vé càng tốt nha. Cảm ơn huynh nha. Ê chết rồi. Ôi, tới giờ muội đi học rồi. Muội đi trước nha. Cảm ơn huynh trước nha. Nhưng mà muội... Cảm ơn huynh nhiều lắm. Chị ơi, tính tiền cho em đi. À, ăn đi. Ông ăn nhiều đi. Ừ, bà cũng ăn nhiều đi. Ôi, tôi ăn rồi, chủ yếu là ông á. Sao bà ăn cơm rồi? Thì tại tôi đói. Nhưng mà sao bà đói? Thì tại tôi... Ông gì hỏi gì cắt cớ à. Thì tại tôi chưa no thì tôi đói. Có nghĩa là tôi hỏi là tại sao mà bà ăn rồi á thì bà ăn ít cũng được, để tới đây ăn nhiều chung với tôi cho nó vui. Từ hồi nãy á, bà chủ ở nhà ăn cơm có một mình á, bà chủ buồn. À vậy cho hả? Nên tôi phải ăn chung với bà chủ cho bà chủ đỡ buồn. Bởi thôi đừng buồn mà. Tại biết làm sao không? Bữa nay á, bà chủ ở nhà có một mình nè.
không có ăn cơm với bà chủ hết. Cho nên tôi sợ bà chủ buồn nên tôi mới cố gắng ăn chung với bà chủ cho vui vậy đó mà. Thì đó, bởi vậy tôi mới nói là không biết chừng nào mình mới được ăn chung mỗi ngày với nhau. Thì chừng nào mình làm lễ là mình được thôi, đúng không? Lễ gì? Làm bộ làm tịch. Bà biết rõ ngay đó còn hỏi. Biết vụ gì? Không biết hả? Ngây thơ vậy đó hả? Vậy chứ ai nhờ tôi mướn giùm thầy bói, xong rồi cái nhờ thầy tới coi ngày tháng tốt. Sao? Tôi nói đúng không? Hết mệt. Rồi bà có coi được ngày nào chưa? Chưa coi được. Ủa sao vậy? Tại hôm bữa đó tôi về ở nhà là ông đi mất tiêu rồi. Mà ông cũng đừng tưởng ông giỏi giang gì đâu. Chẳng qua là hôm đó đó tôi vô tình để cho bà chủ gọi điện vô, ông nghe được ông mới biết thôi chứ. Làm như hay lắm. Mà sao đảng hậu vậy? Tự nhiên về nhà cái thằng cha thầy bói đi mất tiêu rồi. Ủa rồi cuối cùng thầy bói tới nhà có bị bà chủ la không? Thì cũng bị la nhẹ đó. Vậy ha. Nhưng mà bà chủ nói chắc sau này không có đi ăn trưa với ông mỗi ngày được đâu. Đi hoài kiểu này chắc bà chủ đuổi quá à. Bởi vì tôi nói không ấy, bây giờ tôi với bà cũng lớn tuổi rồi. Mình đừng có làm gì nó ngày tháng đồ chi mất công. Coi cái ngày nào mà mọi người rảnh á, cái mình làm một bữa cơm thân mà là mình là về đây bên nhau. Ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua. Tự nhiên là bắt tác vậy cục à. Thôi. Cũng ham hố nè. Đụng cái là tiêu, cái là nhẩm liền. Hãy bà rồi. Thôi, ở đây đi. Tôi về. Tôi phải về nhà. Ăn với tôi miếng đó đi rồi về. Thôi, tôi muốn về coi phim Hàn Quốc à. Mấy thằng Hàn Quốc đó nó đẹp trai hơn tôi chứ gì. Hối khùng quá à. Chẳng qua là tôi muốn coi phim Hàn Quốc á. Tại để đỡ nhớ ông chứ bộ. Vô duyên quá. Thôi. Lý do lý chấu à. Tôi về. Kỳ cục quá. Vậy luôn đi. Về theo mấy thằng Hàn Quốc đó luôn đi. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kề từ đây luôn đi. Sao ngu quá vậy? Còn yêu mà sao vĩnh biệt được? Về đây bên nhau, ta nối lại hương. Chuyện tình mà bao năm qua, em nấu cơm ngon quá cần. Cái chuyện anh em con gây lộn tranh đấu với nhau đó là cái chuyện bình thường, mẹ rất là ủng hộ. Với lại á, trời ơi, con Kim Anh nó là em của con, nó là con gái, trời mấy con bánh bèo á, nó thấy ghét lắm. Nhưng mà tụi con cứ phải như vậy mẹ mới thích. Trời ơi, con tôi á, trời ơi, đang là cái gì ta? Hỉ nộ, ái ố, ôi trời ơi, con đang ố. Trời mà, rồi. Thôi, được rồi. Rồi bây giờ mẹ chuyển tâm trạng liền cho con nè. Sao bây giờ nói mẹ nghe coi nè. Trời ơi, bây giờ mẹ cho tiền con có chịu không? Bây giờ tiền bạc đối với con không có quan trọng. Đổi máy tính. Không có quan trọng đâu. Đổi xe. Không quan bây trọng. Bây giờ cái gì mà quan trọng đối với con như cái gì cũng khóc qua vậy. Mạng sống con người mới là quan trọng. Chết tức chết tươi vậy thôi sao con không khóc được. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Thank you.